Dạ em chào anh. Anh có thể cho em cũng như cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được biết là anh tên là gì? Dạ, em là tên Nguyễn Tấn Lộc. Anh Lộc. À, Anh Lộc là quê quán ở đâu đây? quê quán số nhà 36, xẹt 16, Tân Phước, Tân Bình, Dĩ An, Bình Dương. Hôm nay anh Lộc về đây nhờ anh em hiệp sĩ giúp anh gì đây? Cháu nó tên là Nguyễn Tấn Tài, Dạ. sinh ngày không ngày mùng 3 tháng 12 2009, Dạ. bỏ nhà đi tụ tập bè bạn, bỏ nhà đi nay được 1 tuần rồi, nhờ cộng đồng mạng trên chú bác gặp cháu đâu rồi chỉ về giùm cho vợ chồng em, Con xin trai cảm của ơn anh đúng nhiều. không ạ? Con trai của anh sinh năm 2009, vậy là 15 tuổi. Đi là đi cụ thể ngày nào anh trai? Thì ngày ngày bữa thứ tư là ngày mấy ta, bữa mùng 11 á, Mùng 1. 11 À 11 bữa tháng 11. 7. Dạ. Hôm nay 15 rồi. Con trai của anh đi là đi tại đâu đây? Đi bỏ nhà rồi bữa cho chủ nhật á, thứ bảy chủ nhật á thì còn ở khu ở Dĩ An đó. Nhưng mà tụ tập đi rồi xong là cũng có nhờ địa phương đó, có can thiệp, nhưng mà can thiệp rồi xong nó không về. Là ngày qua là tụ tập có nhóm 3 người đi Dạ. mà lên là khu vực ở Mỹ Mỹ Phước và Bến Cát đó. Nhưng mà giờ kêu cháu nó về, sợ cháu đi lung tung đi đó. Nhà cộng đồng mạng cho cháu nó về nhà với gia đình nhà em. Con trai của anh có ngoan không? Ngoan thì ở nhà nó ngoan lắm, Dạ. nhưng mà cái là tụ tập bạn bè ai rủ đi là nó cứ đi, nó không hỏi han gì chứ, nghe lời bạn bè nhiều hơn. Cái tuổi này thật sự là cái tuổi 15 là cái tuổi rất hiếu động anh ạ. Có thể là khi bạn bè nói bên ngoài rủ rê thì bé dễ dễ bị lôi kéo ha. Con trai của anh còn đi học không? Đi học mà học lớp 10, nhưng mà vừa rồi là thi rớt, nhưng giờ chính ba mẹ là cho nó học thêm cái trường học nghề, Học nghề ạ. nhưng mà ngày nay là ngày thứ hai tính là lên nhận lớp, nhưng mà bỏ ở nhà đi, thử sợ cháu bỏ đi xa quá. Nói Cái ngày đi là con trai anh mang theo những thứ gì đi? chung đi là đồ đạc thì nó trong nhà nó có mấy bộ đồ đem đi hết, chứ nó có đi đem theo một cái cước công dân của nó. Có xe cộ gì không anh? Xe cộ thì không có, đi gặp bè bạn đi nhờ thôi. Có tiền bạc gì không ạ? Tiền bạc thì không có. Bữa tối là nó xin ba là 20.000 mua chai nước uống, rồi xong nó hỏi là ba cho con đi ra ngoài ngủ nhà bạn, thì em mới nói không có được đi đó. Rồi xong bắt đầu nó lẻn lẻn mùng 1 2 giờ các bạn ngủ tự nó cuốn đồ đi. Vậy là từ hôm đó là cho tới hôm nay luôn. Dạ, Mình có gọi điện được cho con không anh? gọi gì nó không nghe máy, muốn nó đổ chuông nhưng mà nó không nghe máy đó. Bây giờ anh có một cái thông tin tin tức gì về con chưa? Thông tin thì cũng mới 2 ngày qua là có thông tin là tụ tập mấy cái người ở cùng đi chung băng của nó, là có ba đi 3 người, có người thì đưa được cháu về nhà 1 người rồi, nhưng mà hỏi cái người đó thì người ta không khai, nó là nó không biết. Nhưng mà trong khi đó đi 3 người mà lên là kéo về được 1 người rồi, Là trong đó có cả con nhà mình hả? là có con em trong đó, nhưng mà lại hỏi người ta nói là người ta không biết, ta không không nói cho mình biết. Cái sự việc lần này anh đã trình báo cơ quan chức năng công an, nhờ bên cơ quan chức năng công an hỗ trợ gia đình nhà mình rồi Là đúng không? có hỗ trợ một lần rồi, cũng có đang hỗ trợ, Vậy là mấy ngày nay anh vẫn đi tìm ngoài đường. đi tìm vòng hết, đi khắp nơi, mà tin tức thì nghe nó qua loa không, mà đi tìm giờ đất rộng quá, tụi em đi làm công nhân nữa thử không có đi được. Anh là quê gốc ở đâu anh? Quê gốc là ở An Giang. Ở An Giang ha. Anh lập nghiệp ở Bình Dương lâu chưa? Cũng 20 năm rồi. 20 năm. Trên này là mình có nhà cửa chưa hay mình ở? Có nhà nhỏ ở Dĩ An rồi. Giỏi ha. Anh chị được mấy cháu? Được 2 cháu, Em này nhà em là cháu thứ hai, cháu thứ hai là có phải cháu đầu không? Không không phải à? là không là thằng lớn là thứ hai, này thứ ba, nếu miền Tây là kiểu thứ ba. Thứ ba đúng không? Thường thường người miền Tây mà đầu là gọi là thứ hai ấy. Dạ đúng rồi. Trước kia thì con nhà mình đã từng bỏ nhà đi như vậy lần nào chưa? Bỏ nhà nói chung thì hàng này bỏ lần này là lần thứ hai rồi, lần trước là ổng gần nhà thì cũng nhờ công an can thiệp rồi nó cũng quay về.
mới về được đâu được mười mấy 20 ngày gì đó, là đi bè nữa. bạn tụ tập với là hôm nay đi mấy nay nữa. Trước kia là con trai nhà mình đi chơi với bạn luôn hả anh? À, đi chơi là tụ tập, là tụ tập cái gì anh? Đi chơi ví dụ như là vật đua xe, là thằng này mấy anh em cũng không có đua xe, kiểu ai rủ là làm nấy, cứ đi đua xe này kia tham vui đúng không? Tham vui đó, thấy bên ngoài bạn bè đồng trang lứa mà chơi cái này cái kia là tham gia vào theo ai nói là nó theo, còn ba mẹ nói là nó cãi ngang nó, cãi luôn hả? Không nói nó nghe. Ở nhà mình nói con nghe không? Nhà nói lắm lúc cũng nghe, lắm lúc thì không trả lời, lắm lúc thì mình la to, bắt đầu nó nạt lại, nó quạt lại. Nó chuyện có lễ phép với ba mẹ không? Có ngoan nhiều không? Ngoan thì nó cũng ngoan, nhưng mà nó giờ nói thì trả lời là hết, nghe bạn bè không nghe nhà. Tức là ba mẹ nói thì có thể là không nghe, dạ. Nhưng mà bạn bè đồng trang lứa nói kêu thì kêu lại nhảy lại đi, làm gì là đi, bỏ đi. Anh đang sợ nhất con mình gặp điều gì đây? Sợ nhất là ra tụ tập, không có tiền ra ăn trộm cắp, hai là sợ là hút chích. Đời ba mẹ sợ lo đó thôi, chứ hai cái tuổi nó chưa tới tuổi nữa, nó sợ cái ra ngoài đụng chạm với người khác, ba mẹ lo thôi. Tức là sợ rằng đi theo bạn theo bè đúng không? Dạ, dạ, như hai giờ nó đang ví dụ không có tiền tụ tập ăn trộm cắp nữa thì tội, thử sợ như hai giờ nó nghe lời người ta nhiều, sợ nó qua Campuchia nó là ba mẹ tìm không được. Sợ nhất vẫn là bị lừa bán quả cam. Dạ. Mà khi mà qua Campuchia rồi thật sự rất khổ. Hai ba đêm nay nhà đâu cũng ngủ được đó anh. Anh đi, là làm công ty hả? Ông làm ngoài, đi làm lung tung ngoài không mà. Ai kêu gì làm nấy, mình đi làm xa có thêm cuối tuần mới về. Là thường thường là bà xã là ở nhà. Dạ, vợ cũng đi làm. Nhưng mà nay vợ đi về quê vợ là về mất mộ ông bà. Dạ. Thử vợ không có mặt ở đây. Nếu có nên hai vợ chồng em lên đây rồi. Khổ ha. Dạ. Anh hãy nói một cái điều gì đó với con trai của anh, hy vọng con trai của anh nói xem được hơi, video này sớm qua trường. Con ơi, về nhà với ba mẹ đi, có chuyện gì ba mẹ bỏ qua chứ đừng bỏ nhà đi nữa, là mẹ ba mẹ lo lắm, chứ ba mẹ không có bỏ con được đâu. Thì hôm nay lại nhờ đây, nhờ công đồng mạng thì có gặp cháu đâu, thì nhờ chỉ cháu dùm vợ chồng em xin cảm tạ và cảm ơn nhiều. Thật sự đây là một câu chuyện rất buồn ha. Tới giờ phút này mà con như vậy thì thật sự đó là cái điều mình không mong muốn rồi. Dạ. Bản thân anh hiện tại cũng như là gia đình rất là lo lắng, lo đủ thứ về con, sợ rằng con đi ngoài, đi ra đi ngoài ngủ không được, học theo bạn bè đúng không ạ? Dạ. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy bé trai như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ người Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải tìm cũng như là đưa bé trai sớm quay trở về đoàn tụ cùng với lại gia đình. Đây là một câu chuyện thật sự rất buồn, bởi vì trong thời gian vừa qua là các bậc làm cha làm mẹ khi về đây nhờ anh em tìm kiếm người thân, đặc biệt là tìm con, thì mỗi gia đình là mỗi câu chuyện. Nhưng mà tới giờ phút này đây là có thể là anh là một người cha nhưng anh đang bất lực đúng không ạ? Bất lực vì con. Nó là gì? Biết con, nhưng mà giờ hỏi nó muốn gì nó không nói, tự ai nói là cứ nghe lời đi, không ba mẹ nó không nghe lời. Khi anh em tìm được con về thì anh có biện pháp gì chưa? Giờ biện pháp phiên con ở nhà hoặc lo đi học. Ví dụ như là mình cũng không có la chửi con nữa. Bình thường là mình có hay la chửi không? Hay la, nhưng kiểu như mình nói nghe thì ba mẹ hay la to tiếng tí, nói nữa cãi lợi, nhưng thôi phiên con về nhà lo chăm chỉ đi học, ba mẹ lo đi học chứ đừng nghỉ học. Nghỉ bởi học vì, sau này khổ nữa. Bởi vì là cả một cái tương lai phía trước mà con nhà mình tuổi cái đời còn rất nhỏ, 15 tuổi. Bây giờ mà không học không hành mà cứ đi theo bạn theo bè leo lỏng ăn chơi thì sau này tương lai về đâu? Anh lo là lo cho con, thương là thương cho con, để sau này con không có cái ngành cái nghề không gì. Con là nghề học nó khổ lắm. Khổ ha. Dạ. Giờ chiếu giờ con về nhà đi học đàng hoàng, ba mẹ không nói năng chân á. Trước kia khi con ở nhà mình có hay la hay chửi con không? La chửi thì nói chung cũng có ít thôi, mẹ nó hay thôi, cái ba ít, vì ba hay tiếp xúc nó nhiều. Đừng ông nhau hay tiếp xúc nó nhiều. Vậy là ba là hay ví dụ như là cuối tuần về này kia, ví dụ nó không làm gì ba mẹ hay la thôi. Nó cần ba la thì kiểu như nói không nghe, như mình kìm lắm, dồn nhiều cái mình mới nói. Đó. Chứ không phải như mẹ thì hay la. Vậy là ba là người hay gần gũi với con gần nhất. Gần gũi nhất. Hồi từ nhỏ là ba hay gần gũi nó nhất, ăn uống gì là ba mua. Ở đó đi học này kia là toàn ba cho. Còn mẹ nó ít tiếp xúc thì mẹ nó đâu về. Đó. Là cũng như là
đi thì đây hay tiếp xúc với con nhiều hơn. Khổ, thật sự khổ. Hy vọng con trai con xem được video này, thế ba của con về đây nhờ các chú đội hiệp sĩ người Thanh Hải Bình Dương đi tìm con, thì con đang ở đâu đó, con này sớm quay trở về. Bởi vì hiện nay như ba của con chia sẻ thì con có thể là nghe theo bạn, theo bè, con ham vui ở bên ngoài mà con bỏ cha bỏ mẹ bỏ gia đình để con đi ra bên ngoài, thì thật sự ba con rất là lo cho con. Thứ nhất là lo rằng là con đi ra bên ngoài không biết là cuộc sống của con như thế nào. Thứ hai, đặc biệt là những người bạn con đi theo là ra sao đây. Và cái điều mà ba lo nhất sợ rằng là con dễ bị sập bẫy của những đối tượng xấu, có thể là đưa lừa bán con qua Campuchia. Thì khi mà cái điều đó xảy ra thì thật sự là rất là ê chề và đau đớn. Nên mong rằng con trai đang ở đâu đó hãy sớm quay trở về. Không có ai tốt bằng cha mẹ, và cha mẹ thương con là vô Thì điều ba mẹ kiện. không nói đâu, con ở nhà ngoan học ba mẹ là được. Nhưng mà con trai đang ở đâu đó thì xem được video này sớm quay trở về nha con trai. Cái sự việc của anh thì anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải đã ghi nhận, giúp đỡ anh là hoàn toàn miễn phí anh nha. Thì hôm nay anh về đây nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm con trai. Dạ. Anh có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp Dạ, các trang em mạng đồng xã hội ý không? cho nhờ các anh hỗ trợ giúp cho cháu về nhà giùm gia đình của em. Xin Dạ. cảm ơn bên anh Hải chứ anh ở đây hả? Vợ Dạ. chồng em thật tình là cảm ơn rất là nhiều, nhờ cộng đồng mạng nhập cháu đã chỉ giùm em. Như ba mẹ lo lắm, mấy đêm ngủ không được. Rồi bây giờ anh còn điều nào anh nói với con trai anh được không? Thì ba thì nói chung không có gì, nói chung ba mẹ cũng cực khổ rồi, không mong con trai về nhà với ba mẹ đi, ba mẹ đừng có lo, với anh hai cũng đang lo lắm, về nhà đi con, Khổ thật sự. mấy đêm Quý. mà không ngủ được, Dạ. nhớ con, lo con ngủ không được, con quay về nhà đi con. Cuối video em chúc anh cũng như gia đình nhiều sức khỏe, và cái điều đặc biệt là con trai anh sớm quay trở về một ngày gần nhất Rồi nhé. em cũng cảm ơn cả cộng đồng mạng với anh em hỗ trợ em nhờ cháu về, Dạ rồi, em xin cảm phép chào anh, ơn rất em là cũng xin nhiều. phép chào tất cả cô chú anh chị trên Dạ. cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.